Chào mừng các bạn đến với kênh của tôi Quang Praha Hôm nay tôi rất hào hứng được chia sẻ cách tôi đã tự tạo ra nội dung video này Nhờ vào những kiến thức quý giá mà tôi học được từ khóa học ChatGPT do thầy Phạm Thánh Long giảng dạy trong năm 2023 Tôi luôn tìm kiếm cách để nâng cao chất lượng video và nội dung của mình Khi biết đến khóa học của thầy Long tôi nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để học hỏi Qua mỗi bài giảng tôi dần hiểu rõ hơn về ChatGPT từ phiên bản miễn phí là 3.5 và bây giờ là phiên bản 4.0, trả lệ phí là 20 đô trên một tháng, chưa có thuế giá trị gia tăng. Và cách nó có thể hỗ trợ tôi trong việc tạo ra nội dung sáng tạo. Với những bài học từ Thầy Long, tôi bắt đầu thử nghiệm và áp dụng Chats gpt 4.0 vào từng bước làm video, từ việc nghiên cứu ý tưởng, viết kịch bản đến việc sắp xếp nội dung. Tất nhiên là ChatGPT chỉ là cái công cụ để chúng ta tham khảo và chúng ta phải trực tiếp kiểm tra và chỉnh sửa để phù hợp với mình. Mỗi bước đều trở nên dễ dàng hơn nhờ những nguyên tắc và mẹo mà tôi đã học được. Nhờ vào khóa học, tôi không chỉ hoàn thành video này mà còn cảm thấy tự tin hơn trong việc sử dụng công nghệ mới để cải thiện công việc sáng tạo của mình. Tôi sự, tôi thật sự ấn tượng với cách mà ChatGPT có thể hỗ trợ tôi từ việc phát triển ý tưởng đến việc hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. ChatGPT thì có những công cụ phụ trợ có thể vẽ như là đeo lê hoặc là nghiên cứu về tài liệu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tôi hy vọng rằng chia sẻ của mình có thể cảm hứng và giúp các bạn cũng tìm thấy giá trị từ khóa học ChatGPT của thầy Phạm Thành Long. Đừng quên để lại ý kiến và đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé. Quang Para xin chào các bạn.